Mới đây, thông tin cô Trần Thị Cẩm Tú, con gái lớn của danh ca Lệ Thu vừa qua đời khiến cho không ít người bàng hoàng và tiếc thương. Được biết, cô ra đi vì mắc ung thư giai đoạn cuối, hưởng thọ 62 tuổi. Trước đó 2 tháng, danh ca Lệ Thu, mẹ ruột của cô, cũng qua đời sau khoảng thời gian chống chọi với Covid-19 tại California, hưởng thọ 78 tuổi. Thời điểm này, dù đang mắc bệnh, nhưng cô cùng với chồng và gia đình vẫn cố gắng lo tang lễ của mẹ một cách chu đáo. Theo chia sẻ của ca sĩ Lan Ngọc, danh ca Lệ Thu rất thương cô con gái này vì cô là chị cả trong nhà. Khi mẹ đi hát, hầu hết việc trông em và dạy dỗ các em đều do Cẩm Tú quán xuyến. Năm 2020, bệnh ung thư di căn nhanh chóng khiến cho cô đau đớn. Dù vậy, khi biết tin mẹ mắc Covid-19, Cẩm Tú vẫn cố gắng cùng hai em và gia đình chăm sóc cho mẹ. Khi các trang mạng đưa tin ca sĩ Lệ Thu qua đời, chính Cẩm Tú là người đính chính thông tin này bởi vì thời điểm đó, mẹ của cô đang được cấp cứu chứ chưa mất. Theo chia sẻ của một số ca sĩ hải ngoại, trong tang lễ của danh ca Lệ Thu cách đây 2 tháng, Cẩm Tú từng nói mình sắp sửa được gặp mẹ. Đến thời điểm này, khi biết tin Cẩm Tú qua đời, nhiều anh chị em nghệ sĩ đã không giấu nổi xót thương. Danh ca Lệ Thu là một trong những giọng ca lớn của nền âm nhạc Việt Nam. Tên tuổi của bà đã gắn liền với những ca khúc nổi tiếng như Rồi Mai Tôi Đưa Em, Xin Còn Gọi Tên Nhau, Mùa Thu Trong Mưa. Sau năm 1975, bà cùng gia đình sang Mỹ định cư, tiếp tục hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Tháng 1 năm 2021, danh ca Lệ Thu qua đời trong niềm tiếc thương của nhiều người hâm mộ âm nhạc.